sinh trường trung học phổ thông chính thức hoàn thành kỳ thi cuối học kỳ 1. Vậy là bao nhiêu công sức, nỗ lực trong học kỳ vừa qua thì các em cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cũng có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười trong cuộc thi. Không chỉ học sinh mà ngay cả giám thị coi thi cũng phải bó tay. Vậy Chuyển động Mimi xin được kết nối với phóng viên Hoàng Đạt đang có mặt tại một trường trung học phổ thông. Chào các bạn, hiện tại tôi đang ở một trường cấp 3 top 10 nổi tiếng nhất miền Bắc. Trường gì nhỉ? Việt Bắc em. Việt Bắc nào. Hiện tại các bạn vừa thi xong, chúng ta cùng phỏng vấn một chút nhá. Em ra đi rồi. Ra đây hỏi tí nhỉ. Hôm nay thi cưới nào em nhỉ? Em thì giám thị cũng xinh mà đề thi thì cũng y cũng rất là rành mạch rõ ràng. Không, ý anh hỏi là hôm nay làm bài như nào? Em làm sai mỗi câu. Chắc chắn là học sinh rất là xuất sắc đấy. Vậy còn những câu còn lại thì sao nhỉ? Các câu khác em không làm. Em trai với anh hỏi một chút nhỉ? Hôm nay em thi môn gì nhỉ? Em thi môn hóa anh ạ. Thế em thấy làm có được bài không nhỉ? Em thấy cũng được. Thế đề năm nay có khó không nhỉ? Hôm nay em thấy đề hóa cũng bình thường. Thế bình thường của em là như nào? Em không biết. Thế em đứng đây làm gì? Vừa thi hóa xong em cũng không biết. Thế em đang chờ ai? Em cũng không biết nốt. Thôi, mình nghĩ là không nên hỏi thằng này nữa. Đi cẩn thận nhá, đừng bị lạc đấy. Ok, mình sẽ phỏng vấn thêm một người nhá. Nhìn bạn gái này có vẻ rất là hiền lành và dễ thương này. Này em gái, cho anh hỏi một chút ạ. Cái gì? Phỏng vấn cái gì? Làm được, làm tốt. Thế cho anh hỏi tại sao lại làm được bài tốt như thế nhở? Này em nói cho anh nghe nhá. Bố em ý cái gì cũng mua được. Tâm ba cái điểm vớ vớ phần vật. Nói gì? Alo. Các bạn nói chắc là không cần phải học vấn bạn gái nữa đâu. Thi đỗ rồi. Em chị nhá. Ok, không sao, bây giờ mình sẽ phỏng vấn một bạn nữ tiếp nhá. Để mình xem đâu nhở. Nhìn bạn này có vẻ là hôm nay làm bài khá tốt đấy. Mình sẽ thử ra hỏi bạn ấy xem sao. Em gái, về đây, anh hỏi tí. Hôm nay làm bài nào em nhở? Em vào muộn có 30 phút mà nó không cho em làm bài. Ui chán thế, thế dự định tương lai của em là như nào? Học kỳ 1 nháp thôi, kỳ 2 em làm lại. Bye bye nhá, đi về. Ủa? Có lẽ chúng ta cũng đã thấy bản thân mình xuất hiện trong một hay nhiều tình huống ở video trên. Những kỳ thi ác mộng, điểm kém, không học thuộc bài hay là đi muộn. Nhưng nếu phải đối mặt với một hay nhiều những tình huống trên thì cũng đừng có buồn bã hay là chán nản. Bởi đằng sau đó bạn sẽ có cho mình nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm thi cử và luôn tự nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn. Video trên được lấy ý tưởng từ những phóng sự có thật. Hãy like và subscribe cho kênh của Mimi các bạn nhé.